Có phải lúc nào mẹ cũng muốn con đi du học đúng không? Con muốn đi du học Singapore, mẹ cho con tiền nhá. Được rồi, vậy sáng mai mẹ gửi cho con 15 ngàn đô nhá. Thế mẹ nhá, chào mẹ.
Em đang ở đâu ấy? Đại học Ngoại thương à? À rồi, đến 15 phút em tới nha. Alo, lại gì nữa đây? Ơ, tôi tưởng hôm nay nghỉ cơ mà. Rồi, chết rồi, 15 phút nữa nha. Mày phải đi à? Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sao ạ? Nội bài á? Cái gì? Con nói gì? Ừ, ở đây ồn lắm không nghe gì. Ừ, thế cô cứ làm việc tiếp đi nhá. Mà, yêu con lắm đi. Ơ, alo, alo, mẹ. Ơ, không. Thank you.
cửa. Con đi. Yeah.